Xin chào thầy cô và các bạn đã tới buổi thuyết trình của chúng con. Giới thiệu, con tên là Phạm Văn Minh, con lớp 7 học trường trung học cơ sở An Phú. Giới thiệu game của em có tên là Gunman. Game thuộc thể loại game shooter và vượt chướng ngại vật. Ý tưởng phát triển là em lấy ý tưởng từ bộ phim anime. Quá trình làm sản phẩm, tầng 1 em làm xong game, tầng 2 em bắt đầu chỉnh sửa và lồng âm thanh vào game, tầng 3 em làm file, tầng 4 em phải xuất trình. Đây là một số nhân vật, đây là cây búa to, đây là hai con quái vật, còn đây là hiệp sĩ đi vào cứu. Cách chơi, dùng nước A và B để di chuyển, dùng tay để nhảy và ấn V để bắn lên búa to. Khi chơi xong màn 1, mình có thể mình di chuyển nhân vật qua màn 2 để chơi tiếp. Và đây là demo game. Em sẽ ấn nút bắt đầu và em bắn. Khi bắn nó có một âm thanh nghe rất là sướng. Em sẽ xử lý từng con quái vật một. Và đây là khi em thua, màn hình sẽ bị dừng lại. Hạn chế của game là game hơi dễ. Ý tưởng phát triển trong tương lai, em sẽ làm cho game khó hơn, em sẽ thêm nhiều chướng ngại vật hơn và làm thêm con boss. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.